TV luôn là đứng coi đúng không? Quảng cáo mà. Rồi ha. Đúng rồi, sẽ quảng cáo thì phát cho mình. Thì phát mình. Nó cho. Mình nó tiền đúng không? Đúng rồi, ở đây là văn phòng hả? Trên lầu là văn phòng. À. Mới bóng là à, lên coi căn hộ ở bên Việt Nam xem nó khác căn hộ Tây như nào nhỉ? Cái thằng máy đẹp không? Tập đoàn tỷ phát đó nha. Tập đoàn tỷ phát. Được hơn nhiều và lắng xanh nhiều hãng hơn. Ê, tỷ phát ở đây 2 tỷ. 2A, 2B. Đi ra, ô là mọi người thấy căn hộ ở Việt Nam đẹp không? Sang không? Ô là sang sạch sẽ ha, đúng không? Tầng 17 này ha. Ô là căn hộ này đẹp quá. Ôi sập quá. Nó về nó nói là tiền mới nó hỏi quá sập đi. Mấy cô có biết cái tỷ của con không? Ô cái bếp này cũng sạch ha. À, để đụng nhau mấy giặt luôn nữa. Dạ. Vui rồi ra. Từ để em máy lạnh luôn đó. Ôi nó làm thẳng cho mình thế này hả? Đó là không. Máy giặt ở đây rồi phơi đồ ở đây luôn hả? Phơi đồ chắc làm cái cây ngang quá hả? Phơi đồ mình có cái hệ thống kéo máy bấm đẩy ra. Cái đó mình lắp đặt nó có nhiều. Ui là biệt thự không nhỉ? Đẹp chưa? Wow, biệt thự quá trời luôn được không? Ui là. Còn đằng kia quá trời biệt thự là đẹp không? Biệt thự liền kề kìa. Liền xây giống nhau một kiểu đẹp không? Ôi là. Mọi người thấy không? Đây đây cũng là biệt thự này. Biệt thự xây giống nhau đẹp không? Wow, quá đẹp luôn không? Mọi người thấy quận 9 nó phát triển không? Đất còn quá trời luôn kìa. Cái bên kia là Khang Điền á? Ion. Ion. Đây là xe cái sạn Ion bên đây nè. Có cái siêu thị Ion. Còn cái kia là cái gì? Cái mấy cái đống cao ốc kia là cái gì? Cái đó là của hàng Vingroup á. Mà Vingroup hả? Nó giáp với sông Đồng Nai. VinCity. VinCity. Ngày xưa nó tên VinCity nhưng mà sau này nó đổi lại thành cái tên khác. À còn kia là Khang Điền nè. Mọi người thấy quận 9 phát triển không? Quá trời luôn. Lâu đó. Có học viên cho mấy bé chơi nữa. Tôi có nhà gì em ạ? Nghe tốt vô. Nghe chị mà nói đó. Lát em dẫn chị chơi. À cái chơi kia là công viên hả? Dạ đúng rồi. Đó, dạ đúng rồi. Cái đó là phố thương mại đúng không? Dạ dạ. Nghe khu biệt thự thự nè. Dạ. Đẹp quá hả? Nó xì đẹp. Không, lúc mà nó mới mở bán không tới mấy tỷ. Bây giờ đó đâu cho con kia đó. Em cái kia là cái gì? Cậu cái tòa nhà đó. Biết không? Cái đó cũng căn hộ luôn ha. À, căn hộ hả? Giống bên đây luôn. Đây. Rồi, quận 9 nó phát triển ha. Dạ bữa Amon cũng thấy đây. Amon, Amon. Cái nhà đây. Hôm qua em mà đem đồ cổ em để đây đầy nhà luôn. Đây ha. Sưu tầm nhiều lắm. Tiền xưa luôn. Mà sưu tầm lắm gì? Hả? Em sưu tầm lắm gì? Nghe nè. Rồi xe đát nè. Lắm, phải chạy. Quay qua đường kia là đường gì? Bỏ chiếc công. Bỏ chiếc công. Em là chơi con chơi. Em, đường này đi qua bên kia là đi đâu? Này con, uống nước này con. Mình nấu một chuyện đó. Ủa tỷ luôn. Đi ra nè. Lấy gì chưa tỷ. Mọi người thấy căn hộ này đẹp không? Ồ, là dân cư luôn đó nó đây. Cái đường thẳng đó là đi ra đâu anh? Cái đường thẳng đó là ra lã xung quanh đi Thủ Đức đi ngày, đi ngã tư Thủ Đức đi ngày nào. À gì hả? Ngã tư Thủ Đức. Mình còn lên đây là đi đâu? Lên đây là mình đi Đồng Nai quận 2. Quận 2 là đây là giáp quận 2 luôn. Ở đây là giáp quận 2 luôn. Đăng quang là trong đây. Trình gớt nha. Cái hành khoai về nè. Đi ra đây. Đi ra đây xung quanh là quẹo hồi phải xíu không là đang coi tấm này coi đi. Ôi. Yeah, boy.
vô vô một hai ba vô vô một trăm phần trăm. Mình chào mày cổ luôn á. Anh nhớ mình thị đi không? Xưa em có cả chục cái này á, mua để dành đó. Mua đâu rồi? Sưu tầm ở Nguyễn Kiệm. Cái này đồ cổ này. U là la. Hồi xưa là nhà anh xài cái bằng nó đen bằng cái gì ta? Cái dừa không? Không phải cái dừa, cái mà bằng giống như là bằng cái dây dừa. Cái dây mà dây cước cái dây gì á, nó đen là đen này. Đó, ấm lắm. Cái này dừa nhiều lâu lắm. Ồ đẹp quá. Ồ cái này hay không? Lò xo nữa, nhà mấy cái lò xo luôn. Anh biết lò xo mà có liên xo á, lò xo bằng nhôm á. À nè. Ồ cái này mà mai mốt mở tiệm á, chơi toàn đồ cổ không? Đồng hồ. Đồng hồ mọi thứ. Đồng hồ của truyền hình đó, của người Đức á. Phòng này là phòng khách hả? Đây phòng ngủ. Đây một phòng ngủ. Ô, đây cũng nhìn ra ngoài đẹp ha. Lấy cái này quay cho cái đó là gì? À, gimbal. Quay nó mới đều. Đúng rồi. Ô là cái này là gì vậy? Cái này là đại bác à? Hay này cái này giống là rocket á, rocket nó vác lên ghê ta. Hả tỷ này chơi rocket sao vậy? Cái này nè, cái này giống rocket ghê. Cái đó là xe jeep á, đúng rồi, để hai cô dừng đạn cho. Ghê, trời ơi, cái này mày mua luôn hả? Đúng rồi. Trời ơi. Còn bên này cũng có cái phòng ngủ đó nè, mọi người thấy không? Cái phòng này là khoảng khoảng cỡ 12 mét vuông. Mọi người thấy căn hộ ở quận 9 đẹp không? Đây toilet này. Toilet nhìn sạch không? Rộng không? Là bằng sứ không? Nhưng mà nó thiếu một cái là có phòng bồn tắm đứng à. Phải ngang ngăn đây cái bồn tắm đứng đây nè ha. Bồn tắm đứng đây. Quá sạch luôn, cái cửa này bằng nhựa. Mà trần nhà có máy báo khói này mọi người thấy không? Đó, còn cái kia để gắn máy lạnh này. Wow, còn cái hệ thống báo dập tắt lửa này, cái này hệ thống phun nước dập tắt lửa, cũng rất đẹp. Đó, thấy không? Quá sạch rồi. Đây toilet bên này, toilet chính này. Quá sạch. Lò nướng à. Lò nướng. Quá sạch rồi. Có máy báo khói nè. Máy báo khói này không? Kệ để đồ ăn nè. Dưới này vậy.
Này có hai cái đèn của đèn trần này. À, đây gắn máy lạnh. Có hệ thống báo cháy, dập tắt lửa không? Còn một tháng này mình đã đóng khoảng 200. Dạ, phải 500. 500 hả? À? Là phí tập tạ đó luôn á hả? À. Tự nhiên mấy bạn phí tất cả. À, à, cũng rẻ hả? Tháng là của mình đó, mình xuống mình sử dụng thôi. À, à thế vậy đó hả? Sạch đúng không? Nó nhưng mà nó thiếu cái là cái bồn tắm đứng ở đây này, thấy không? Thiếu cái... Không, mình gắn được. Mình tự gắn. Ờ, mình tự gắn kiến. À, mình làm kiến là được rồi. Mình kêu thợ nó vô làm. Ừ. Ồ, nó hay là cái là nó có máy báo khói á. Không, nè nó có cái hệ thống dập tắt lửa nè. Đó. Ngày xưa đó, căn hộ ngày xưa không có nha. Cái hộ ngày xưa không có. Có máy báo khói này không? Nè, có cáp sạc luôn rồi không? Ừ, cáp sạc luôn. Ừ, hay không? từ từ có tắt nhiều nhé. Ồ, có thang máy nè, quá đẹp ha. Thang máy, hai cái thang máy luôn. Ồ, ở đây nóng rồi. Ở đây nóng rồi. Ờ, đúng ý hình. Phòng rác hả? À? À đây nè. Rác này, à đây đúng không? Ừ. Ồ, có phòng rác luôn ha. Đây. Ừ, cái thang máy là quá đẹp rồi ha. Mình đứng ngay đó. Muốn sao không? Muốn 2 tặng 1. Bấm số mấy à đi, bấm số mấy. Từng gà. Sao không biết gờ? Thì không biết gờ không? Phải không? Ồ, cái nền đẹp chưa? Ồ, cái nền này đẹp chưa nè? Ồ, giống y bên nước ngoài nè. Em cái này là thư hả? Ờ, để học thư á. Có thư người ta bỏ cho mình là mình cứ ấy, mình lấy. Thông báo đòi tiền đây nè. Tưởng giang hồ tới đòi nợ thôi thì gian phòng có trên gian phòng nè, gian phòng luôn. Ủa đẹp ha, căn hộ đúng rồi, dạng này giống như dạng hạng sang rồi, đẹp thiệt không? Tại vì em nghĩ anh mua đây không có ủ đâu, nó còn lên giá nữa. Đúng rồi, tương lai chắc chắn sẽ lên. Bây giờ nó đâu có để chìm nữa ha. Chìm nó khó sửa lắm. Nó không biết mò đâu ra. Ở dưới nó để khác. Ồ, có khu vui chơi của bạn. Giờ ta là có xe đậu chiếc xe hơi ở đây không? Ủa lô mình lên đó hả? Xin bà. Hả? Khỏi con. Ồ, mát quá ha. Đâu mình không có thời gian mình chơi á. À, đây ha. Chứ ở đây tao đi làm chứ. À. Nhưng mà biết sao không? Anh biết sao không? Ở đây á, những người ở đây á, toàn là trí thức không à. Toàn là những người học cao, thạc sĩ, đại học phải không? Bởi vì mình không có ở trong nhà hẻm á. Mình con nít á, sau này nó chơi với đứa xấu xấu sớm rồi. Giống như bên em ở khu anh thấy qua không? Ăn nhậu hay nằm ngủ ngoài đường. Nó không có an ninh. Thì có phải bỏ dép ra chứ. Ồ, đẹp quá ha. Có spa này. Ồ, nghe về đây làm mở spa được á. Ồ, đẹp quá ha. Bên luôn. Ờ, cái này là gì? Cái đó ghế ngồi con, ghế ngồi. À, con chơi này trước này, con chơi này trước này.
này đầy đủ đồ chơi ha, đẹp quá trời. Ồ, trên cái này ta trồng trồng cây gì kìa. Bấm chắc đi nha, bấm chắc vô. Bấm chắc vô, nhấc chân lên. Ừ, bấm chắc vô. Ngồi lên đây, ngồi lên đây ngồi. Chân bé à. Amina lên đây ngồi này con, lên con chim con vịt ngồi này. Ồ. Chim ngồi xúc kèo này. Không có gì quá, bự cái nhẹ. Dạ. Thích ha. Ồ. Có hai đây. Nói giờ không có nít chơi hết trơn rồi. Chắc rồi hai em xuống đây hả? Ôi có hồ bơi hả? Đó, có hồ bơi nữa. Ôi gì xuống tắm luôn đi. Đấy. Kệ nó mặc đồ tắm rồi sao đâu. Ồ, thích đó hả? Ồ, cái này là cái bể. Mary had a little Tám chục là một người phòng một phòng thôi nha, nhỏ xíu à, 18 mét cái này à. Ồ, đẹp không? À, gì đó? Ồ, anh em mình muốn nướng đồ đúng không? Anh em mình đem xuống đây nướng. À, dạ. Còn cái này là gì? Không biết cái này của bên kỹ thuật. Dạ. Ồ, nướng cho mình phải mang than xuống đây nướng hả? Mình mang. À, là chỗ mình. Ồ, đây có đồ chỗ rửa tay, rửa chân này ha. Rửa đồ nè. Mình muốn lại bạn bè á. Ồ, hay không? Rồi mình đem xuống đây mình nướng. Tại nó thấy cái, tại vì cái nhu cầu đồ ăn, đồ nướng là ai cũng có. Cái này là mình tự đốt lửa đây đúng không? Ồ, ngồi đi nhậu được ha, sướng ha. Này là barbecue mọi người, thấy không? Hai cái lò barbecue luôn. Nướng xong rồi ngồi đây ăn nhậu ha, sướng ha. Làm giống như trong cái căn hộ, cái khu mà 70 cuối tám mấy tầng, tám mấy, tám mốt tầng, tám hai tầng đúng không? Làm như vậy. Bữa nay mình đi đúng không? Ừ. Ở bên này cũng có cái đồ chơi nè. Trên. À đúng rồi, cái hồ bơi à. Chơi chơi. Ô là hồ bơi đẹp chưa? Rồi đi ha. Mày chơi mà. Thay đồ hay không? Bên này cũng có căn hộ này.
trồng cây cái gì ta? Mướp à? Được. Cái này mát thiệt á. Nè cái hoa của nó. Đèn nó cái đẹp ha. Ồ đẹp chưa? Hoa quá đẹp rồi. Dính cũ anh. Dính gì chưa? Ủa bóng bàn dẹp đâu rồi? Cái xa bóng bàn. À bóng bàn nè. Chơi mình lôi ra. Chơi phải lôi ra. Ồ hay ha. Ồ đẹp ha. Ồ đây có ông già Noel nè. Mira, ông già Noel nè, Mira. Ui, ông già Noel đang phổ kè nè. Đấy giờ. Wow. Đẹp quá à. Ui, bên này cao quá trời nè. Ồ, ở đây có đầy đủ hết, khỏi đi ra ngoài đi chợ mọi người. Ồ, có chợ rồi. Giống như siêu thị nhỏ thấy không. Wow. Khỏi đi ra ngoài ăn luôn. Đó là gì em? Ui, phòng tập thể dục này. Ui là đầy đủ đồ chơi ha. Ui. Cầm quay quay anh lên đang đẹp kìa. Chỗ này em chưa vô lần nào luôn á, lần đầu tiên vô hả? Không quá. Ô, ngon gì mà không sử dụng phí đi. Đi, đi ra ngoài nực quá. Rồi. Cái cầm nhẹ quá anh á. À, nhẹ. Mọi người thấy không? Căn hộ quận 9 ở Việt Nam còn hơn ở nước ngoài không? Đầy đủ đồ chơi á. Có phòng tập thể dục. Có pha hồ bơi, có phòng chơi đánh bóng bàn. Ô là Miss Daily nè. Có ăn gì? Ôi có sambuche nè. Ồ, có cả bánh mì nè.
bánh mì. Ôi ăn cái này đi, cái này ngon mà. Đủ cái này ngon rồi. Mà. Thôi đủ rồi. Đủ đâu đủ. Ôi trái này nó bị dập. Ăn muối này hả? Đâu có muối đâu. Có cái này gì ta? Nén, củ nén á, hành tâm á. Hành á. Hành tâm ở ngoài Bắc á. Hành này sao ăn? Ui hành này nấu cháo rồi, mấy người bị cảm. Ôi mọi người thấy cái hành này nhỏ xíu không? Bằng cái đầu ngón tay. Cái đầu. Củ nén á. Người Trung là cái củ nén, nhưng người Bắc là cái hành tâm. Mình nấu giống như cái này mình nấu như hành củ vậy đó. Cái này mấy người bị cảm không, bỏ vô nấu cháo ăn ngon lành lắm. Cá lóc nè, cháo cá lóc nè. Người Huế với người cái này vậy chị? Củ nén, hành tâm á, củ hành tâm. Lần đầu tiên thấy củ hành. Cái này là ăn gì chị? Nấu thế hành tím. Hành củ. Mua bịch này nghe, bịch này ăn à. Bịch này ăn thử bịch này. Cái này nhiêu bịch chị? 10. Nhưng mà có giò đâu đấy. Không có mua. Không có mua, tất phải cho cậu. Sao không mua? Cho bà thích ăn mà. Không, tất phải cho cậu. Bà thích ăn. Không, tất phải cho cậu. Bé ơi, không có gì như bé ơi. Mấy trường vướng cầu thang không? Còn bên này là gì nè? Siêu thị KT Max. Ở đâu thấy bán gì đâu? Ở thấy đóng cửa mà. À chưa có khai trương. Yêu em nè, biết chưa?